Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 121. Chương 1201, Hiến Tế, A. Chào đoàn trưởng. Rovin nhẹ gật đầu, chỉ về làn sương mù xa xa, nói chờ đến khoảng sau nửa đêm, nếu như cậu còn có hào hứng tới đây đi dạo mà nói. Có thể mượn dùng đèn phá phía trên một chút để chiếu xuống dưới nước, cậu có thể trông thấy trên mặt nước trôi lơ lửng không ít con thuyền u linh nhỏ. Thuyền u linh nhỏ, bọn chúng không phải thật sự tồn tại, chỉ là một loại dấu ấn tinh thần bị màn sương mù này sao chép lại, càng đến gần luân hồi cốc. Mức độ sinh động của linh hồn sẽ càng được tăng cường, cũng có thể lý giải thành là một sự thay đổi quy tắc. Thì ra là như thế này, đoàn trưởng ngài đã từng đến nơi đây rất nhiều lần sao? Thần quan ngoại chú đã đổi người rất nhiều lần, nhưng ta đã làm phụ tá bên cạnh thần quan ngoại chú 3 lần rồi. Karen biết, thần quan ngoại chú ở nơi này cũng tương đương với quan chức ngoại giao ở các quốc gia. Thật ra thì ta thích nơi này. Rovin tựa lưng lên trên lan can, ở chỗ này luôn luôn có thể dễ dàng để con người ta cảm thấy yên tĩnh. Một số thời điểm ta cũng sẽ cố ý chạy đến chỗ ranh giới của luân hồi cốc, nhìn đến những hàng xác chết đang xếp hàng mà di chuyển ở phía xa. Rovin nhẹ nhàng vung tay một cái, tiếp tục nói sự sống và cái chết ở nơi đó đã mất đi ý nghĩa truyền thống và cảm giác giới hạn, tạo thành một loại vẻ đẹp đặc biệt. Karen nhẹ gật đầu, nói loại cảm giác này có thể tưởng tượng ra được. Nhưng vẻ đẹp sẽ không để cho ngươi cảm thấy lưu luyến, ngược lại sẽ làm ngươi muốn phá hủy nó, tựa như là một cuốn sách mới. Nó gãy một góc, ngươi cảm thấy khó chịu, ngươi cũng muốn bẻ cho nó phẳng lại, nhưng vẫn luôn không thể làm được. Karen không biết vì cái gì mà vị đoàn trưởng này muốn nói nhiều chuyện cùng với mình như vậy. Được rồi, ta có chuyện muốn cùng cậu thương nghị một chút, đến phòng của ta. Vâng, đoàn trưởng. Karen đi theo Rovin đi tới gian phòng của ông ta, để Karen cảm thấy có chút ngoài ý muốn đó chính là Ventura đã đứng ở đây, trong tay đang cầm một bức thư mà đọc. Thư của ai gửi vậy? Karen hỏi. Đội trưởng, là thư của ông bà tôi. Không thể gọi điện thoại sao? Karen hỏi. Bức thư này chắc chắn là được chuyển phát nhanh bởi trận pháp dịch chuyển, nếu không thì cũng không có khả năng được gửi đến đây nhanh như vậy. Ventura không có chịu tiêu nhiều phiếu điểm như vậy để gửi thư và nhận thư, quan trọng nhất chính là điện thoại của khách sạn có thể nối máy đường dài miễn phí, chỉ có điều là phải chờ một khoảng thời gian khá lâu mới có thể kết nối. Như vậy thì mục đích của bức thư này là vì muốn tác động tâm lý của Ventura vào lúc này, hoặc đây là một sự uy hiếp. Tính tình cẩn thận của Karen khiến anh quen với việc suy nghĩ đến tình huống xấu nhất của chuyện đang xảy ra trước mắt, và tình huống lúc này thật sự cũng rất không hợp lý. Rovin lấy ra một phong bì thư, mở ra, bên trong là một phần văn kiện mới, ông ta trước hết đưa cho Ventura. Sau khi Ventura xem xong, con mắt trừng lớn, Karen đưa tay nhận lấy, trên văn kiện là một mệnh lệnh cho Ventura dùng cơ thể của mình làm vật trung gian, để mang linh hồn của Fornites trở về. Phía trên đóng dấu, còn có mấy người cùng ký tên. Đây là ý gì? Karen hỏi. Rovin cắn trong miệng một điếu thuốc lá, châm lửa, phun ra khói trắng, nói, cậu đọc không hiểu sao, đội trưởng Karen. Ý của tôi là, có thể cam đoan về vấn an toàn hay không? Rovin cười nói nếu như có thể đảm bảo an toàn, cũng không cần cố ý ra lệnh riêng như vậy, chờ đến sau khi lên đảo. Chúng ta sẽ đưa một trong hai món tín vật thuộc về Fornites cho các người. Để cho Ventura cất giữ, phía trên đã bố trí xong phù văn dựa trên tính đặc thù của linh hồn cậu ta, có thể dễ dàng thông qua tín vật để cho linh hồn trở về. Nếu như tôi không đoán sai mà nói, trên trận pháp chắc chắn có tác dụng áp chế linh hồn của người giữ nó, đúng không? Đương nhiên, nếu không thì làm sao để có thể chịu đựng linh hồn trở về đây? Đây là đang dùng mạng của Ventura để mạo hiểm. Cũng giống như dùng đao tự chặt linh hồn mình một nhát, sau đó đưa thêm một linh hồn khác vào trong, bỏ qua linh hồn của mình để chiếm giữ cơ thể. Đây không phải khế ước linh hồn, mà trực tiếp thay thế chiếm lấy. Đúng vậy, không sai, cho nên, thần giáo sẽ ban thưởng cho cậu ta, bất kể là thành công hay là thất bại, người nhà của cậu ta cũng sẽ được thần giáo chu cấp mãi về sau. Tôi không thể nào tiếp nhận được, Karen nói. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, đội trưởng Karen. Nhưng đây là chức trách của cậu ta, chúng ta đều trung thành với thần giáo, trung thành với thần trật tự, nỗ lực tất cả vì thần giáo,
là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta. Ông là đang xuyên tạc khái niệm nếu như giáo hội xảy ra chiến tranh, hy sinh ở trên chiến trường, hoặc là hy sinh vì cứu đồng đội trong lúc thi hành nhiệm vụ, hy sinh trong những trường hợp này mới đúng là sự hy sinh. Thế nhưng mà nếu chỉ vì muốn mang về hai cái linh hồn mà chính các người cũng không biết rõ đang trong tình trạng nào mà cần chuẩn bị sẵn cho việc hy sinh thì ta càng không thể nào tiếp nhận được. Ventura còn rất trẻ, cậu ta còn rất có tài năng, ông có biết cậu ta đi đến hôm nay phải bỏ ra bao nhiêu sự cố gắng và gian khổ sao? Tín ngưỡng dành cho trật tự của chúng ta cũng không nên bị dẫm đạp như thế này. Đội trưởng Karen, ta có thể hiểu được tâm tình của cậu, nhưng rất xin lỗi, đây là quyết định mà phía trên đã giao xuống, Ventura là một trong hai người thích hợp nhất được lựa chọn. Vậy người được lựa chọn khác là ai đây? Là đội trưởng Murray, cậu ta đã biết trách nhiệm của mình, cậu ta cũng đã đáp ứng. Bên phía chúng ta không đáp ứng, cũng nên có người phải hy sinh, đây là mệnh lệnh cố định, nếu vi phạm mệnh lệnh, toàn tiểu đội đều sẽ nhận xử phạt. Nói đi, đội trưởng Karen, nếu như không chọn Ventura mà chọn cậu, cậu sẽ nguyện ý sao? Tôi nguyện ý, Karen không chút do dự mà nói. Anh ngược lại muốn xem thử, linh hồn Fornites có thể chiếm giữ cơ thể của chính mình hay không, đây chính là chuyện mà ngay cả Ranedan cũng đều không thể làm được. Nghe Karen đáp ứng dứt khoát như vậy, ngược lại để cho Grovin cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Nếu như việc này không cách nào sửa đổi, được thôi, tôi thỉnh cầu thay đổi mục tiêu thành tôi thay thế vị trí của Ventura. Ventura là chọn lựa thích hợp nhất, đã trải qua xác nhận. Trận pháp có thể tăng cao hiệu quả của tín vật, thật ra cũng không có gì chênh lệch quá lớn, có điều cũng chỉ là vật dẫn mà thôi. Ha ha, danh sách đã được xác định, không cách nào. Đoàn trưởng, hoặc là đổi thành tôi, hoặc là tôi lấy danh nghĩa đội trưởng, dẫn đầu tiểu đội của tôi từ chối tiến vào trong cánh cổng luân hồi, đây là ranh giới cuối cùng của tôi. Không, để tôi đi, đội trưởng, vẫn nên để tôi mới là người thích hợp. Ventura bị Karen đạp một cái ngã lăn trên sàn. Ngay sau đó, Karen nhìn chằm chằm Grovin, vô cùng nghiêm túc mà nói, mời đoàn trưởng đưa ra lựa chọn, tôi biết, ngài có cái quyền lợi thay đổi này. Cậu đang nghiêm túc. Grovin cũng nhìn Karen. Đúng vậy, nếu như muốn vì tận trung cho trật tự, tôi cũng không hy vọng nhường cơ hội này cho người khác, ca ngợi trật tự vĩ đại. Ha ha, Grovin cười. Ta cực kỳ thưởng thức cậu đấy, đội trưởng Karen. Ngài đáp ứng sao? Đúng vậy, ta đáp ứng. Đêm nay lúc trao tín vật, xin hãy đến tham gia đúng giờ. Tôi hiểu rồi. Karen đi ra khỏi phòng của Grovin, vừa lúc trông thấy Murray đang dựa lưng lên vách tường hành lang, cậu ta nhìn xem Karen, lộ ra nụ cười mỉm. Lúc này, Ventura đuổi theo, nói, đội trưởng, không thể để cho ngài thay thế tôi, để tôi. Karen lại đạp Ventura thêm một cái, Ventura ngã xuống đất lăn một vòng, cái ót còn đập lên trên cửa sắt mà tạo thành một tiếng bịch vang lên trong hành lang. Vẻ mặt của Murray hơi kinh ngạc, nói với Karen anh thay thế vị trí đội viên của mình. Đúng thế, tôi rất bội phục anh, cảm ơn, tôi là nhờ vào lòng nhân từ của ông nội mình đấy, còn anh thì sao đây? Karen nhìn về phía Ventura đang lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đạp thêm một cái. Trong lòng nói, ta cũng là bởi vì lòng nhân từ của ông nội ta. Chương 1202, đây là để mua, mạng của cậu, 1. Sau khi quay trở về phòng của mình thì Karen lại nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi, đêm khuya sẽ cử hành việc trao tín vật. Thời gian còn sớm hơn cả việc thông báo kế hoạch trước khi bước vào cánh cổng luân hồi, cho nên càng cần phải điều chỉnh tốt mình trạng thái của mình sớm hơn. Ventura ngồi ở trong phòng của Karen, không còn dám bước lên kêu đội trưởng của mình, cũng không phải cậu ta sợ lại bị đạp, mà là sợ quấy rầy đội trưởng nghỉ ngơi. Nội tâm lo lắng và cảm động, để Ventura cuộn mình trong góc mà im lặng thút thít, dùng mu bàn tay từng lần một mà lau nước mắt. Đợi đến lúc dùng bữa tối, Ventura hít sâu một hơi đứng dậy đi ra ngoài cửa lấy bữa tối cho đội trưởng, lúc đến phòng ăn gặp phải bọn người Ashley và Blanche. Không chờ các cô chủ động hỏi thăm tại sao hốc mắt của Ventura hồng hồng, Ventura đã chủ động nói ra việc đội trưởng muốn thay thế mình. Cho nên, khi Karen bị đánh thức để dùng bữa tối, trong căn phòng vốn dĩ cũng không lớn là bao của anh đã bị nhét đầy bởi tất cả thành viên trong đội. Lúc này cửa sổ của căn phòng trong khoang tàu này vốn đã được cố định, không thể mở ra, bên trong cũng không có quạt máy,
không khí vốn đã rất ngột ngạt. Thoáng một cái nhét nhiều người vào chung một chỗ như vậy, mà trên mặt từng người vẻ mặt ai cũng đầy sự trang nghiêm, trực tiếp khiến cho bầu không khí càng trở nên thêm nặng nề và khó thở. Karen đưa tay vuốt vuốt trán của mình, bất mãn nói đi ngủ là cần nhiều không khí mát mẻ, như vậy thì chất lượng giấc ngủ mới có thể cao. Đội trưởng, Adly mím môi, tiếp tục nói, chúng ta đều đã biết. Biết thì biết, cũng không tính là việc gì đặc biệt. Karen bưng đĩa đồ ăn lên, do dự một chút, vẫn là đứng người lên, đi, lên trên boong tàu ăn. Nếu như là lúc khác ngồi thuyền biển, đi lên boong tàu ăn cơm tuyệt đối không phải một việc dễ chịu. Thân thuyền bị sóng biển lắc lư và lúc nào cũng có thể có bọt nước văng lên, có thể tăng thêm rất nhiều gia vị cho bữa tối. Có điều vùng biển này cũng không có gió biển gì cả, thuyền cũng di chuyển một cách vô cùng ổn định sau khi đi lên trên boong tàu. Thậm chí Karen có thể trực tiếp đặt đĩa ăn ở trên lan can chỗ mạn thuyền đều không cần lo lắng sẽ bị lắc lư mà làm đổ. Món ăn cho bữa tối cũng không quá thịnh soạn, nhưng lượng rất lớn, đùi gà chiên, một phần cà ri cơm lớn, cộng thêm 6 miếng cà rán. Những người khác cũng đều bưng đĩa ăn đứng ở bên cạnh. Bát mở miệng nói đội trưởng, đổi cho tôi đi. Tay trái Karen cầm lấy một cái đùi gà, cắn một cái nhìn bát một chút, nói, ta không muốn lại nói những lời nhảm nhí này thêm. Không phải nói nhảm, đội trưởng, ý của tôi là, được rồi, việc đã quyết định, cũng không cần phải thảo luận gì thêm, cũng không phải là đi rạp chiếu phim xem phim tình cảm. Mấy cái tình tiết đơn giản cần phải nói đi nói lại nhiều lần, tiết kiệm một chút thời gian đi, nếu nói nữa thì ta sẽ thấy phiền. Tất cả mọi người đều trầm mặc, Ventura bắt đầu cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, vị thiếu niên trước đây luôn có sức ăn mạnh nhất tiểu đội nhưng khó gặp được một hôm không có khẩu vị như là đêm nay. Cậu ta phá vỡ bầu không khí trầm mặc, mở miệng nói, đội trưởng, ngài có biện pháp ứng phó chứ? Adly cũng hỏi phụ họa theo, đội trưởng, ngài có biện pháp gì để bảo toàn cho bản thân mình sao? Karen không có trả lời, chỉ là vừa cắn đùi gà vừa nhìn về phía sương mù trước mắt. Từ khi nhận nhiệm vụ ở trong phòng của Grovin, Karen vẫn đang suy nghĩ một vấn đề này rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp. Tại sao lại không giải thích được lúc sắp luân hồi cốc, lại có thêm một chuyện ngoài ý muốn như thế này? Mang theo tín vật vào trong cánh cổng luân hồi để tiếp ứng cho Gaitan Burst và Fognites. Đây là nhiệm vụ đã sớm biết từ trước. Trong lúc Ballard phân phối nhiệm vụ thì ông ấy cũng đã nói có tổng cộng 3 nhiệm vụ, mình và Murray gặp mặt hội ý. Trực tiếp đảo ngược mức độ quan trọng của các nhiệm vụ mà Ballard đã nêu ra, từ cao đến thấp đổi ngược lại. Cho nên, sự chuẩn bị của những lãnh đạo chờ ở chỗ sau cùng. Lựa chọn một người trong mỗi tiểu đội, để người đó cùng khóa lại với tín vật, lúc này đối với Gaitan Burst và Fognites mà nói. Hai tiểu đội cứ như là hai cái đèn pin đang lắc lung tung trong đêm tối, nếu như bọn họ vẫn tồn tại, vậy thì tất nhiên có thể trông thấy. Lại thông qua trận pháp ở trên tín vật, để cho người được khóa lại cùng với tín vật sẽ mất đi năng lực phản kháng, trở thành vật dẫn để họ nhập vào. Cho nên, những người lãnh đạo căn bản cũng không thèm quan tâm ngươi có tự ý mình sắp xếp mức độ nặng nhẹ cho các nhiệm vụ hay không, bởi vì bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi từ đầu. Karen cũng không phải là đang suy tư về việc này, mà là bọn họ làm sao lại dám đưa ra sự sắp xếp như vậy, lại rõ ràng mà bày ra như thế. Giống như lúc trước Karen đã nói với Grovin vậy, việc này không công bằng. Trong logic của Karen, logic của sự hy sinh đó chính là bờ đê mà liều mạng ngăn chặn đê bị dòng nước phá vỡ. Đó là bởi vì mục đích rõ ràng là để bảo vệ người dân đằng sau con đê, hiểu rõ ý nghĩa của việc hy sinh mới có thể làm ra hành động hy sinh. Nhưng dựa vào cái gì muốn hy sinh người còn sống hiện tại để đi đón về hai cái vong hồn không biết là còn sống hay không và thậm chí còn không biết đang tồn tại trong trạng thái nào? Cách làm thiếu sự thuyết phục và cưỡng ép này thật khó để người khác có thể chấp nhận. Bọn họ cứ suy nghĩ chắc chắn rằng người được chọn trong số những người trẻ tuổi ở đây sẽ không từ chối. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1203, đây là để mua mạng của cậu, 2. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn họ thật sự là không có từ chối mệnh lệnh này. Bất kể là Ventura hay vẫn là Adly và Bat, từ lúc vừa mới bắt đầu bọn họ đã không nhắc đến bất cứ sự phẫn nộ nào đối với sự sắp xếp của phía lãnh đạo trật tự thần giáo.
bọn họ tới khuyên bảo và quan tâm mình là được xây dựng ở trên việc chấp nhận kết cục nghe theo mệnh lệnh, muốn thay thế vị trí này của mình. Ở trong nhận thức của họ, việc này là chuyện đương nhiên. Ngay cả Muri, hôm qua sau khi cậu ta trở về nhà dùng chung bữa cơm đoàn viên, xem ra bây giờ cậu ta cũng đã biết mình bị sắp đặt, cho nên cảm xúc hôm nay có chút trầm lặng. Nhưng cũng chỉ là trầm lặng mà thôi, người trẻ tuổi từng chiến đấu rất lâu cùng với mình trong rừng dừa tối qua, thái độ hoàn toàn cúi đầu khi đối mặt với sự sắp đặt này. Cho tới bây giờ, Karen mới ý thức tới, sự lý giải của mình đối với trật tự thần giáo vẫn là quá phiến diện. Nó không phải là một quốc gia, mặc dù nội bộ của nó được xây dựng rất giống một quốc gia. Nó không phải câu lạc bộ, mặc dù cách thức vận hành của nó rất giống với câu lạc bộ và bang phái rất giống. Nó càng không phải là hội của những người cùng ý tưởng, hội cùng yêu thích hay hội nghiên cứu. Nó là một cái tôn giáo, nó là một giáo hội. Lần tiếp xúc đầu tiên với nó là thông qua thần quan đầu tiên mà mình từng gặp là ông nội Dis của mình. Lần tiếp xúc thứ hai là với Pavaro, lần tiếp xúc thứ ba là với đội trưởng. Dis đã sớm là kẻ phản nghịch giáo hội, nếu như không phải ông nội ngưng tụ ra ba mảnh thần cách, tội ác phản nghịch của ông ấy có lẽ cũng đã được ghi vào sách sử để giảng dạy. Còn Pavaro thì lại thuộc về một mặt nhân tính và phẩm hạnh, bao trùm lên thuộc tính giáo hội trên người ông ấy. Trong mắt của Karen, Pavaro càng giống với cục trưởng của một cục cảnh sát mà không phải là một cái tín đồ. Đội trưởng bây giờ càng lúc càng giống với một người thích tìm kiếm niềm vui cho mình. Thật ra, ánh mắt của mình vẫn là quá nhỏ hẹp, làm cho mình lầm tưởng những gì mình đã trông thấy chính là toàn cảnh của sự vật. Nhưng mà, sự thật cũng không phải như vậy. Nếu như lúc trước đội trưởng không phải mù quáng mà hy vọng nhận được sự công nhận từ giáo hội để có thể ở cùng với tiểu thư Irina, tiểu thư Irina cũng sẽ không tự sát bởi vì không chờ được dung dịch làm dịu. Nếu như Dis cắt chém gia tộc của mình ra khỏi giáo hội như trước đây thì cha mẹ của mình cũng sẽ không rơi vào kết cục kia. Thậm chí ngay cả Pavaro, đêm khuya vừa phải nghe tiếng khóc nức nở của hai đứa con gái vì đau đớn vừa phải tiếp tục từ chối giữ im lặng để có được tài nguyên do những kẻ muốn bịt miệng ông ấy. Đến cùng là nhân phẩm hay là lòng trung thành với thần giáo đang níu giữ ý chí của ông ấy. Từng tiếng ca ngợi thần trật tự, nhưng thật ra là đang lần lượt tuyên thệ, lúc thần cần ngươi, lúc thần giáo cần ngươi, ngươi phải kính dâng tất cả không cần lý do. Thậm chí, không cần một cái lý do, bởi vì thần chính là lý do duy nhất. Ông nội của Muri biết cháu trai mình bị chọn trúng, chỉ là gọi cậu ta về nhà ăn xong một bữa cơm từ biệt rồi để cậu ta đi. Cho nên, ông ngoại Daron của mình cũng là một ông lão như thế sao? Bởi vậy, bà ngoại mới sẽ không nói cho ông ta rằng mình tồn tại. Nếu như có một ngày, thần giáo cần Aizen, cần Richard phải làm những việc tương tự, ông Daron cũng không cần hỏi lý do. Có lẽ cũng chỉ có một bữa cơm từ biệt, sau đó đưa con trai hoặc là cháu trai của mình đi ra ngoài, kính dâng ra tất cả vì thần trật tự vĩ đại. Bỗng nhiên trong lòng Karen cảm thấy sợ khi nghĩ đến, hiện tại lại nhớ tới mình thả lỏng tâm trạng lúc ở nhà Guman, tiềm thức cho rằng nơi này cũng là nhà của người thân. Suy nghĩ này quả thực là tội ác đối với sự an toàn của mình. Nhà Guman không phải là nhà Imerais, ông ngoại Daron càng không phải là ông nội Dis. Sự chênh lệch giữa hai người bọn họ không phải là trên phương diện thực lực. Karen cầm đùi gà trong tay, ánh mắt bắt đầu đảo qua những người trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh mình vào lúc này. Trong chốc lát, anh cảm thấy bọn họ thật lạ lẫm. Mình lại cô độc như vậy, không, là không hợp với hoàn cảnh. Ánh sáng thần giáo tuyên truyền ánh sáng cho thế gian, trật tự thần giáo tuyên dương trật tự cho nhân thế. Mình chỉ nhìn thấy ánh sáng, mình chỉ nhìn thấy trật tự, chỉ nhìn thấy tín ngưỡng, lại quên đi phía trên của chúng lại còn có thần. Phía trên tín ngưỡng, tại sao lại có thể có thần? Khi Karen dùng thìa xúc cơm cà ri, anh bây giờ rất muốn đưa tay chụp lấy một quyển bút ký, lại cầm lấy một chiếc bút máy, sau đó viết lên trên thứ gì đó, nhưng nơi này là ở trên boong thuyền giữa biển, cũng không phải là phòng sách của mình ở nhà tang lễ Pavaro. Cho tới bây giờ cũng không có chúa cứu thế, cũng không có thần tiên ngọc hoàn gì cả. Trong phòng sách của nhà tang lễ Pavaro, Anfet đang ngồi ở đằng sau bàn đọc sách của thiếu gia mà vừa ngân nga. Giai điệu của bài thánh ca do tự mình biên soạn từ trích dẫn từ thiếu gia, hoặc cũng gọi trích lời Karen. Mặc dù nội dung phía trên sớm đã bị Anfet đọc ngược đọc xuôi trôi chảy, nhưng quyển kia bút ký màu đen kia vẫn mở ra rồi đặt ở trước mặt như cũ,
Việc này đối với Anfes mà nói là một nghi thức không thể thiếu. Bởi vì Anfes ghi chép và sửa sang lại mọi thứ đều bắt nguồn từ những ghi chép trên quyển bút ký màu đen này của thiếu gia. Chương 1204, đây là để mua mạng của cậu. À. Nghe thấy có âm thanh loạt soạt truyền ra từ trong quyển bút ký màu đen, giống như là có người đang viết chữ, nhưng vấn đề là bút máy được đặt ở bên cạnh vốn cũng không chuyển động. Anfes lập tức đưa tay lật ra từng trang giấy của quyển bút ký, chờ đến khi lật đến trang mới nhất, vừa lúc trông thấy một hàng chữ màu vàng đang xuất hiện ở phía trên. Ta đã mắc phải một sai lầm trong quá trình nhận thức. Anfes trợn to mắt, hai tay bắt đầu kích động mà run rẩy. Chữ viết tiếp tục xuất hiện, ta chỉ nhìn thấy một số mặt tiên tiến của giáo hội, ví như những trang bị khí tài chiến tranh, trận pháp dịch chuyển, cao ốc giáo vụ, kỵ sĩ đoàn, thuốc lá, rượu. Nhưng cho dù có nhiều phương diện tiên tiến hơn đi chăng nữa thì vẫn như cũ không cách nào che giấu bản chất thật sự của nó, đó là lạc hậu, đó là ngu muội, đó là duy tâm. Nhận biết chính xác đó là khi khẳng định một mặt tích cực của giáo hội thì đồng thời cũng cần phải phê bình một mặt tiêu cực của nó. Anfes liếm môi một cái, nghiêm túc đọc những lời này, chờ đến khi câu nói cuối cùng hiện ra, Anfes kinh ngạc mà há to miệng. Điểm cuối cùng của tín ngưỡng là không nên có thần xuất hiện. Đội trưởng, đội trưởng. Đám người trông thấy đội trưởng đứng ở nơi đó, thật lâu không nói chuyện cũng không nhúc nhích. Karen từ từ mở mắt ra, khóe miệng nở nụ cười. Trên đĩa còn sót lại hai cái đùi gà, cầm lấy một cái, đưa đến trước mặt Ventura. Ventura sửng sốt một hồi, nhưng vẫn mở miệng cắn một miếng. Sau đó, Karen lại cầm lấy một cái đùi gà khác, đưa về phía của Atli. Atli lập tức há to mồm, vòng qua Atli, đưa đến trước mặt bát, bát há mồm cắn. Có mang khăn tay không? Karen hỏi Atli. Không có. Đội trưởng, tôi có khăn tay. Blanche lập tức đưa một cái khăn tay đến. Karen xoa xoa tay, trả lại cho Blanche. Thật có lỗi, làm bẩn rồi. Không có chuyện gì, đội trưởng. Ngay sau đó, Karen ngắm nhìn bốn phía một lần nữa, nói với tất cả đội viên ở xung quanh, được rồi, cho dù trở thành vật dẫn, cũng không phải có nghĩa là chết chắc, chẳng qua là khả năng giữ lại bản thân sẽ thấp hơn mà thôi. Tuy nhiên thì ta cũng có biện pháp đối phó, ta không giống với các ngươi, linh hồn của các ngươi quá yếu, à, linh hồn của ta, quá mạnh. Đối với các ngươi mà nói thì vấn đề này rất nguy hiểm, đối với ta mà nói, vấn đề này cũng không lớn. Cho nên, thu hồi lại cảm xúc sa sút của các ngươi đi, đó là một khúc nhạc dạo ngắn không có ý nghĩa, ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả, tin tưởng ta. Ta vẫn còn chờ các ngươi gia nhập vào tiểu đội đòn roi kỷ luật mà ta thành lập sau khi ra khỏi cánh cổng luân hồi đấy, ta còn muốn kiếm rất nhiều phiếu điểm, mua rất nhiều khí tài. Karen phủi tay, nói xốc lại tinh thần hết cho ta. Ta không hứng thú với việc phải đi chăm sóc tâm trạng của các ngươi giống như vuốt ve dỗ dành gà con đâu. Cho nên những lời này, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, đã nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, đội trưởng. Hành lang trong khoang tàu, Vasio và Digat cầm điếu thuốc, vẻ mặt nặng nề. Vừa lúc trông thấy người của tiểu đội Karen từ boong tàu trở về phòng, dáng vẻ mỗi người đều rất có tinh thần. Vasio quay đầu lại căn phòng phía sau mình. Đội trưởng Muri của mình và những người khác đang ngồi ở kia, cảm xúc đang rối tinh rối mù. Thế nào, không phải chúng ta đã nhận được thông báo rồi sao? Digat mở miệng nói, đội trưởng của tiểu đội bên cạnh giành lấy vị trí người được chọn của đội viên. Cái này cũng cần dùng chữ giành à? Vasio cười nói, thật là một tên đội trưởng không thèm nói đạo lý. Digat nhỏ giọng hỏi, chúng ta có cần phải giành với đội trưởng không? Vasio lắc đầu nói, không đi. Cũng đúng. Làm như vậy cũng không có ý nghĩa, đội trưởng cũng không có khả năng đáp ứng. Vasio trừng mắt nhìn, nói tôi sợ là lỡ như. Đêm khuya, trong một căn phòng lớn trong khoang tàu, một đám thần quan trật tự đã chuẩn bị sẵn sàng, 10 người trẻ tuổi đứng ở phía sau, hai vị đội trưởng ngồi ở phía trước. Rovin đi ra, trợ thủ bên cạnh ra hiệu với ông ta là mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Lập tức, Rovin đi đến phía trước. Muri và Karen đều không có đứng người lên, vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ. Đối với việc này, Rovin cũng không để ý, mà là mở miệng nói, các ngươi là đang dâng hiến sự trung thành cho thần giáo, cho thần trật tự. Nếu như cuối cùng các ngươi không thể trở về an toàn, thần
thần trật tự vĩ đại cũng sẽ dẫn dắt các ngươi dung nhập vào quy tắc của trật tự. Nếu như các ngươi có thể an toàn trở về, hoàn thành đưa hai vị kia ra, đó chính là sự ban thưởng của thần trật tự dành cho sự trung thành của các ngươi. Ca ngợi thần trật tự, tất cả mọi người ở đây đều đặt hai tay chéo nhau trước ngực, cùng đồng thanh mà kêu lên ca ngợi thần trật tự. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1205, đây là để mua mạng của cậu, 4. Karen cũng chỉ có thể cùng với Muri đứng người lên, cùng nhau ca ngợi. Sau khi xong, Karen và Muri cũng đều ngồi xuống lần nữa. Có ba tên thần quan riêng biệt đi đến trước mặt của Karen và Muri, mỗi người bưng một cái khay. Thứ đồ trên khay trước mặt Muri là một cái lông sư tử màu vàng, rất cứng chắc, giống như là một cái phi tiêu. Trước mặt Karen thì là một mảnh vảy rắn. Lông sư tử và vảy rắn đều được đặt ở một la bàn. Khi thần quan ở bên cạnh bắt đầu ngâm sướng, không ngừng có ánh sáng truyền vào trong la bàn. Cuối cùng, có một tên thần quan đi đến sau lưng Karen và Muri, trước tiên nói xin lỗi với bọn họ, sau đó đè vai của họ xuống. Vảy rắn được cầm lấy, dán lên trên bả vai mình, lúc này Karen cảm giác được một cảm giác đau nhói dữ dội đánh tới. Vảy rắn giống như là một miếng da thịt mục nát, cuối cùng xông vào trong cơ thể của mình. Trong chốc lát, một luồng khí lạnh lẽo đánh tới, Karen vô ý thức mà rùng cả người. Cái mảnh vảy rắn này, quanh nó được bao phủ bởi một tầng trận pháp, nó chỉ là ở nhờ trong cơ thể mình cũng không phải dung nhập vào trong. Chờ đến khi Fognites cảm ứng được mình, vảy rắn trong cơ thể sẽ nổ tung. Trước hết sẽ suy yếu và áp chế linh hồn của mình để dẫn đường cho Fognites nhập vào, chẳng khác gì là mình mời một tên nội gián vào trong. Sau khi vượt qua cảm giác khó chịu lúc đầu, Karen dần dần thích ứng. Lại quay đầu, nhìn về phía Muri đang bị một cái sợi lông đâm vào trên bắp đùi, Karen đột nhiên cảm giác được mình vẫn còn có chút may mắn. Sau khi gắn tín vật lên người xong, Rovin bưng hai ly rượu lên, đưa cho Muri và Karen, những đội viên khác cũng đều được người phục vụ đưa rượu tới. Rovin giơ ly rượu lên, mở miệng nói ta hy vọng các ngươi đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về, ý của ta là tất cả mọi người các ngươi, bởi vì tương lai của thần giáo cần các ngươi. Sau khi kết thúc nghi thức thì Karen cũng không trở lại trong khoang thuyền mà là một mình đi đến bên trên boong thuyền. Đêm đã khuya, làn sương bắt đầu xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ là từng bóng người. Bọn chúng giống như là như u linh, không biết mệt mỏi mà chuyển động trong làn sương. Cảnh tượng này đối với người bình thường thì rất kinh khủng, nhưng ở trong mắt của những thần quan, chỉ cần là vô hại thì không đáng để sợ. Ha ha! Karen quay đầu lại, trông thấy Muri đứng ở sau lưng mình. Đang cảm thấy lạc lối sao? Muri hỏi. À, Karen cười, tên này thế mà muốn tới an ủi mình. Muri tiếp tục nói, đang cảm thấy tương lai của chúng ta giống như những bóng người nhỏ bé này, mơ hồ không thấy đường về sao. Ai? Karen thở dài, cậu có thể thoải mái nói ra cảm nhận của mình, không cần lấy ta để làm cớ. Muri cắn răng, thấp giọng, nói. Tôi vốn cho rằng sự cố gắng của tôi có thể để cho ông nội coi trọng tôi. Tôi vốn cho rằng cố gắng của tôi cuối cùng có thể để cho thần trật tự vĩ đại cảm nhận được, cho ngài ấy biết rằng ngài ấy có một vị tín đồ thành kính như vậy. Tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì ông nội của mình, vì thần trật tự vĩ đại, tôi chỉ hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ. Ông ấy có một đứa cháu trai tên là Muri, mà ngài ấy có một tín đồ tên là Muri như tôi. Tôi thật sự cũng không nghĩ tới, kết cục cuối cùng của tôi rất có thể sẽ trở thành một vật chứa. Bị xóa đi tên gọi, bị xóa đi linh hồn, bị xóa đi sự tồn tại, trở thành hóa thân của một người khác. Anh có biết không, tối hôm qua tôi trong giấc mộng, mơ thấy khi gặp những thành viên trong tiểu đội, tất cả bọn họ đều gọi tôi là Gaitanbert. Karen trêu chọc nói, không có thêm chữ ngài vào đằng trước sao? Thật sự là quá bất kính. Muri bị câu nói này của Karen làm cho vừa tức vừa cười. Cảm xúc lưng chừng, mẹ nó, tâm tình của anh thật là tốt. Ha ha ha, Karen cười, giang hai tay ra, bởi vì ta đã chuẩn bị xong, nên đón ngài Fognites vĩ đại nhập vào trong người ta. Thật sao? Có thể được ngài Fognites vĩ đại mượn dùng cơ thể của ta là vinh hạnh của ta, hy vọng ngài Fognites có thể cảm thấy hài lòng đối với cơ thể này của ta.
thuốc lá, anh còn nữa không? Còn. Karen đưa gói thuốc và bật lửa qua cho Murray. Murray nhận lấy, cắn một điếu vào trong miệng mình, sau đó đưa cho Karen một điếu. Ta cai rồi, hút với tôi một điếu thôi, không cần thiết đâu nhỉ. Thật đấy, van cầu anh có biết không, khi tôi biết được anh đã đổi chỗ với đội viên của mình, tôi cảm thấy rất vui đấy. Ta đã làm việc gì đắc tội với cậu rồi sao? Không có, bởi vì tôi cảm thấy có thể cùng anh đối mặt tình huống như thế này, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Là do tâm lý cảm thấy cân bằng sao? Karen đưa tay nhận lấy điếu thuốc lá kia, cắn vào trong miệng. Murray dùng bật lửa giúp châm thuốc giúp Karen. Xem là như thế đi, cân bằng, bởi vì tôi thừa nhận, anh tài giỏi hơn tôi, nhưng anh đều phải đối mặt tình huống như vậy, trong lòng tôi có thể bớt đi một chút cảm giác không cam tâm. Đáng tiếc, anh có nhiều hơn tôi một bước quy trình, nếu như mục tiêu được lựa chọn ban đầu là đội viên của tôi. Cậu cũng sẽ tranh giành giống như ta. Tôi sẽ an ủi hắn rằng thần trật tự sẽ dõi theo bước chân của hắn. Ha ha. Hai người đàn ông mỗi người một điếu thuốc, dựa vào lan can, mặt biển sau lưng là từng chiếc thuyền u linh nhỏ lặng lẽ chuyển động không mục đích, bên trong làn sương mù giống như có khúc hát ca dao đàng. Truyền ra, Murray mở miệng nói chúng ta có thể duy trì tỷ lệ sống sót, chỉ có 15%, đó vẫn là suy đoán theo cách nhìn lạc quan nhất. À, phải không? Đây là kết quả trong trạng thái tốt nhất. Trên thực tế sau khi chúng ta tiến vào trong cánh cổng luân hồi, thân là đội trưởng, làm sao có thể giữ được trạng thái tốt nhất? Ừm, đúng thế. Murray gạt tàn thuốc vào trong mặt biển, sau đó đưa tay lấy ra hai viên thuốc màu tím nhỏ chừng hạt đậu. Đây là thuốc linh hồn mà ông nội tôi đưa cho, là do ngài đại tế tự Rasma tiền nhiệm ban cho ông ấy. Bởi vì ông nội tôi từng bị tổn thương linh hồn, nhưng mà ông ấy vẫn không sử dụng tới, hiện tại cũng chỉ có hai viên. Sau khi ăn vào thì có thể tạo ra một màn chắn bảo vệ cho linh hồn, trợ giúp chúng ta ngăn cản sự đồng hóa của linh hồn hai vị kia. Ừm, trên lý thuyết thì ăn một viên có thể tăng tỷ lệ sống sót lên 10%. Vậy thì cả hai viên thì sao? Hiệu quả sẽ tốt hơn, tỷ lệ sống sót còn có thể gia tăng. Nói xong, Murray bỏ một viên thuốc vào trong túi áo của Karen, bàn tay còn tại vỗ vỗ lên túi của mình. Karen đưa tay lấy viên thuốc màu tím này ra, đặt ở trước mặt mà quan sát, hỏi thứ này chắc hẳn là rất đáng giá nhỉ. Đương nhiên, nhưng mà anh hỏi việc này làm cái gì? Bao nhiêu phiếu điểm, cho một giá hữu nghĩ đi, ta mua lại hết, có thể để cho ta kiếm chút đỉnh ở chợ đen là được rồi. Murray nghĩ là Karen đang nói đùa, trực tiếp đi xuống khoang thuyền, đưa lưng về phía Karen khoát tay áo, nói. Không bán, đây là để mua mạng của anh. Karen nắm viên thuốc này trong tay, ánh mắt nhìn xem bóng lưng từ từ đi xa của Murray, lẩm bẩm nói. À, đây mới là tiền để mua mạng của cậu. Chương 1206, xóa đi, 1. Ánh nắng buổi sáng cho dù dùng hết sức lực của mình thì vẫn không cách nào chiếu rọi xuyên qua màn sương mù dày đặc này như cũ. Cuối cùng chỉ có thể bị màn sương mù hấp thụ gần như toàn bộ, chỉ chừa lại một tí ánh sáng. Có nhiều chỗ bởi vì nguyên nhân khí hậu, bốn mùa không rõ rệt, ở luân hồi cốc thì không phân biệt được tia nắng ban mai, giữa trưa hay là hoàng hôn, chỉ cần là ban ngày, đều là tối tăm mù mịt. Cũng may, chờ tới khi bước lên bến tàu đến gần luân hồi cốc, có lẽ là do sự xuất hiện của một kết giới đặc biệt. Mặc dù trên đỉnh đầu vẫn tối tăm mờ mịt như cũ, tầm nhìn của người ở phía dưới vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bến tàu có rất nhiều người, thần quan ngoại chú Dengo của trật tự thần giáo và thần quan ngoại giao của luân hồi thần giáo tự mình đến nghênh đón. Luân hồi thần giáo cũng phái ra ba vị trưởng lão dẫn đầu đoàn hoan nghênh. Mặt khác, còn có một số lượng lớn tín đồ phổ thông ở luân hồi cốc. Bọn họ đối với việc mình bị trật tự thần giáo đánh bại trong cuộc chiến gần đây chắc chắn là có thù hằn và bài xích. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự tò mò của bọn họ đối với trật tự thần giáo. Karen và Murray mỗi người dẫn đầu tiểu đội của mình bước xuống bến tàu, mọi người đứng thành hai hàng trên bến tàu. Thần quan ngoại chú Dengo đọc một bài phát biểu chào mừng ngắn, đối với hắn ta mà nói, dẫn đầu thành viên của tổ chức mình trú đóng ở trên địa bàn của giáo hội khác. Mỗi lần thấy có một đoàn thần quan quy mô lớn của thần giáo mình đến đây đều giống như thấy được người nhà mẹ đẻ. Cho dù cục diện gần đây ở luân hồi thần giáo có chút hỗn loạn và phức tạp, nhưng dù sao cũng là thần quan ngoại giao của phe chiến thắng, cái lưng cũng đứng thẳng, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ nhặt.
Điểm này có thể thấy được từ trên vẻ mặt rất tươi tắn của hắn. Một vị trưởng lão đại diện bên phía Luân Hồi Thần Giáo phát biểu, biến điều khoản trong hiệp ước bồi thường chiến tranh này hình dung thành việc xúc tiến sự thấu hiểu và quan hệ hữu nghị của hai thần giáo. Karen cảm thấy vị trưởng lão này rất thích hợp để kinh doanh nhà tang lễ bởi vì ông ta có năng lực rất tốt trong việc biến chuyện buồn thành chuyện vui. Sau đó, rất nhiều phóng viên tới tiến hành phỏng vấn tự do cũng đều không hẹn mà cùng tập trung lại trước mặt của Karen. Hai vị đội trưởng của hai tiểu đội đều đứng ở hàng thứ nhất, tại Karen cùng Muri ở giữa, các phóng viên làm ra lựa chọn nhất trí. Muri nhìn khu vực quạnh quẽ trước mắt mình một chút rồi sau đó lại nhìn đám người kia đang nhốn nháo ríu rít trước mặt Karen, không khỏi thở dài. Cậu ta muốn quay đầu tìm kiếm sự an ủi từ đồng đội của mình thì Pasio cũng rất biết chuyện mà kịp thời đưa ra lời an ủi từ đồng đội. Đội trưởng, chúng ta đều hiểu mà, chênh lệch là do đội trưởng. Tất cả phóng viên ngoại trú của tuần báo trật tự đều đang tập trung ở trụ sở Luân Hồi Cốc. Dù sao thì trước đây không lâu thì giữa hai đại thần giáo vừa mới xảy ra chiến tranh, trật tự vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với tin tức đến từ phía Luân Hồi. Dù sao trên thế giới có nhiều thần giáo như vậy, thần giáo chính thống cũng không ít, nhưng là con người, ai cũng quan tâm tình huống cuộc sống của kẻ bại trận dưới tay của mình hơn. Ở trụ sở ngoại trú cũng có phóng viên viết bản thảo, có chút ít tin tức là cần được đưa đến từ hiện trường. Trừ việc đó ra, còn có phóng viên của Luân Hồi cùng với phóng viên của những giáo hội khác. Những giáo hội chính thống và giáo hội lớn đều có tờ báo riêng phụ trách việc đưa tin trong giáo. Giáo hội vừa và nhỏ thì thích xây dựng loại báo chí tổng hợp, đưa tin những việc trong giới giáo hội. Mặc dù lúc trước còn ở trong lòng mà trêu đùa rằng trưởng lão của Luân Hồi Thần Giáo có tài năng biến lễ tang thành chuyện vui. Nhưng ở trong lúc phỏng vấn, Karen vẫn thể hiện ra cái gì mới thật sự gọi là người có xuất thân từ nhà tang lễ. Đầu tiên, tôi rất cảm ơn vì có thể đáp ứng lời mời để nhận được cơ hội lần này. Tôi cảm thấy lần thí luyện này có thể tăng cường sự hiểu rõ giữa những người trẻ tuổi của trật tự thần giáo và Luân Hồi Thần Giáo, là nền tảng tốt đẹp để hai thần giáo phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Đúng vậy, hai giáo trước đó quả thực bởi vì có một chút việc hiểu lầm cho nên xảy ra mâu thuẫn. Nguồn gốc của tất cả mọi thứ đều xuất phát từ dã tâm của một số kẻ trong nội bộ của Luân Hồi Thần Giáo. Hiện tại tôi biết, Luân Hồi Thần Giáo đã ổn định và lập lại trật tự. Gia tộc Simerson đã dẫn dắt Luân Hồi Thần Giáo cùng dắt tay nhau với trật tự thần giáo để khai sáng một cục diện mới hòa hợp giữa hai thần giáo. Đương nhiên, tôi cũng biết sẽ có nguy hiểm ở trong cánh cổng Luân Hồi, nhưng tôi cũng biết nguy hiểm và cơ hội tồn tại cùng với nhau. Tôi cho rằng tôi cùng với các thành viên trong đội đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thần trật tự vĩ đại, luôn ở cạnh chúng tôi. Dengo nhỏ giọng hỏi Grovin đứng ở bên cạnh mình, ngươi viết trước bản thảo để phát biểu à? Grovin lắc đầu, nói, không phải. Như vậy, đây là do cậu ta đã chuẩn bị sẵn từ trước sao? Tôi cảm thấy, giống với đang tự do phát huy hơn. Đáng tiếc, người trẻ tuổi như thế này nên đến trụ sở ngoại trú thì mới đúng. Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ta biết, ngẫm lại thôi mà cũng không được sao. Có thể, có thể. Tất cả quá trình đều kết thúc. Hai tiểu đội của Karen và Muri đều được sắp xếp ngủ lại trong khách sạn đón tiếp ở Luân Hồi Cốc. Khách sạn được xây dựng bên vách đá, lối đi được xây dựng trong ngọn núi, cực kỳ đặc sắc. Thời gian chính thức tiến vào trong cánh cổng Luân Hồi là vào lúc xế chiều ngày mai, cho nên đám người Karen tiếp đó còn có thời gian một ngày để chỉnh đốn lại. Vẫn là hai người cùng một phòng như cũ, sau khi Ventura vào phòng thì đã bắt đầu giúp Karen lau dọn bồn tắm lớn trên ban công. Vừa lau xong thì không bao lâu sau, cơm chưa được đưa đến là từ người trong đoàn của Grovin tự phân phát, cố hết khả năng để đảm bảo đồ ăn an toàn. Mặc dù Luân Hồi Thần Giáo không đến mức sẽ giở trò gì trên phương diện này, nhưng Luân Hồi Cốc cũng không chỉ có một mình Luân Hồi Thần Giáo, những thần giáo khác đang trú ở đây cũng không ngại làm một vài chuyện gì đó vào thời điểm này. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích, Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1207, xóa đi, 2. Cơm trưa nhìn rất tinh xảo, nhưng hương vị có chút tẻ nhạt. Karen cảm thấy còn không bằng ăn đùi gà chiên ở lúc trên thuyền, bên ngoài bọc bởi trứng gà và bột chiên giòn. Cắn một cái thì còn thỏa mãn hơn mấy món đồ ăn nhìn đẹp mắt nhưng lại chẳng ra gì này của Luân Hồi Thần Giáo.
Đợi chút nữa cậu lại đi tìm bọn họ hỏi một chút xem có gì khác để ăn không, những thứ này ăn quá nhạt nhẽo. Ventura gật đầu nói, còn không được nhiều lắm. Lúc thu dọn chén đĩa, Ventura mở tủ lạnh nhỏ trong phòng ra, hỏi, đội trưởng, ngài có muốn nếm thử đồ uống của bọn họ không? Karen nhìn sang, đồ uống bên trong tủ lạnh nhỏ được chứa bằng những bình thủy tinh, giống như là nước ép trái cây tươi, nhưng màu sắc lại rất rực rỡ, màu hồng, xanh và tím. Cậu ngửi thử xem, là rượu à? Ventura lập tức cầm một cái bình rồi ngửi ngửi, hồi đáp, giống như có mùi rượu, đội trưởng, nếm thử một ly không? Được rồi, ta muốn uống nước đá. Vâng, đội trưởng. Bởi vì khách sạn ở trên cao, mà những căn phòng đều được khảm ở trên vách đá, cho nên ở trên ban công cũng không lo có ai nhìn thấy gì. Karen cởi đi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm. Ventura lập tức đưa tới một ly nước đá và một chút đồ ăn vặt cậu ta mang theo đến từ căn cứ huấn luyện trong khách sạn ở đại khu Dinger. Cậu ta vốn dĩ rất thân thiết với Karen, lúc ở trên thuyền bị Karen đạp thêm mấy cái liên tục, cậu ta trở nên càng thân thiết. Karen ngồi trong bồn tắm, uống nước đá, nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt ở trước mặt. Có phải tỷ lệ người tự sát ở nơi này rất cao không nhỉ? Karen nói một mình, ngâm mình không được bao lâu thì bước ra ngoài mặc áo ngủ. Bố cục hoàn cảnh vốn rất tốt, nhưng cảm giác bầu không khí quá áp lực, lúc đầu ngâm mình trong bồn tắm là vì muốn thả lỏng. Kết quả ở chỗ này lại giống như đang ấp ủ cảm xúc tự sát cho người ta. Có người phục vụ tới gõ cửa, Ventura mở cửa, một lát sau, Ventura đi đến trước mặt Karen bẩm báo nói, đội trưởng, có một người tên là Peder muốn gặp ngài. Peder là người trẻ tuổi của gia tộc Simerson mà mình và Ophelia gặp phải lúc đi dạo trên đảo Ám Nguyệt. À không, hắn ta là một tên biến thái. Đối phương bị mình đánh gục, nhưng bởi vì bà của hắn là người gác cổng cuối cùng ra mặt nên cũng không thể giết hắn. Hắn đến tìm mình để làm cái gì? Không gặp. Vâng, đội trưởng. Ventura đi truyền lời. Karen thì lấy một mặt dây chuyền rất tinh xảo ra từ trong túi của mình. Cái mặt dây chuyền này là tiền đền bù mà người gác cổng Romia đưa cho mình. Bà ta còn nói chờ đến lúc mình đến Luân Hồi Cốc thì có thể dùng thứ này mà đến tìm bà ta. Dù vậy thì Karen cũng không có hứng thú đi tìm bà ta. Hiện tại anh chỉ muốn yên ổn mà hoàn thành cuộc thí luyện bên trong cánh cổng Luân Hồi, sau đó rời khỏi Luân Hồi Cốc, trở về với không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của Win. Nếu như tất cả mọi việc đều có thể tiến hành một cách suôn sẻ, thì thật là tốt biết bao. Sau đó buổi chiều, Karen lại bắt đầu ngủ bù, Ventura cũng học theo mà bắt đầu ngủ. Lúc được gọi dậy đã là 4 giờ rưỡi chiều, Grovin muốn họp mặt. Đám người tập hợp ở trong phòng của Grovin, không nói gì đến bất cứ thông tin gì quan trọng, càng giống như là một người thấy nói mấy lời động viên cho học sinh của mình trước kỳ thi sắp đến. Có điều Grovin có một cái ưu điểm, ông ta nói nhảm cũng không dài lắm, sau 15 phút đồng hồ thì buổi gặp mặt kết thúc. Mà ông ta còn lấy ra một cái hộp chất đầy phiếu luân hồi. Chị An ở xung quanh khu vực này cũng không tệ lắm. Ban đêm các ngươi có thể ra ngoài đi dạo thả lỏng. Tỷ suất hối đoái thật ra cũng không có lợi lắm. Nếu đổi ở trên chợ đen thì tỷ suất tốt hơn. Các ngươi có thể đổi phiếu luân hồi ở chỗ của ta để ra ngoài tiêu xài. Đám người hơi nghi ngờ một chút, đều không nghĩ tới đoàn trưởng sẽ bỗng nhiên thể hiện ra một mặt thấu hiểu lòng người như vậy. Grovin nói bổ sung, dù sao thì có một vài người có lẽ không thể quay trở ra được, vẫn nên dạo chơi một chút để tránh sau này có tiếc nuối. Nghe nói như thế, mọi người mới cảm thấy không khí bình thường lại, đều dễ chịu hơn. Tất cả mọi người đổi một chút phiếu luân hồi, ngay cả Ventura cũng đổi một chút. Chờ đến khi mọi người rời khỏi phòng của Grovin, lúc tất cả đang chuẩn bị ra ngoài dạo phố, Karen nhét số phiếu luân hồi vào trong tay của Ventura, anh vẫn muốn về phòng để ngủ hơn. Nhưng tiểu đội Muri bên kia lại chủ động đi tới, nói muốn đi ra ngoài chơi bời cho hết hứng. Karen trả lời, cũng đừng phá hư không khí tan thương cuối cùng của hai người sắp chết chứ. Không cần phải bi quan như thế, trên lý luận chỉ cần ném đồng xu mặt phải hai lần liên tục thì chúng ta có thể còn sống sót. Rất đúng. Karen nhẹ gật đầu, lấy ra đồng tiền xu mà Piro đưa cho lúc trước mà ném, là mặt trái. Karen nhặt đồng xu lên, lại ném một lần nữa. Mặt trái. Nhặt đồng xu lên lại ném thêm một lần nữa, vẫn là mặt trái. Muri. Karen cười nói, ha ha, thậm chí cũng không chỉ ném có hai lần. Anh cứ như vậy,
dễ khiến cho tâm trạng chúng ta bi quan hơn đấy. Ta và cậu cách xa nhau ra một chút đi, ta ném cho bản thân ta. Karen rời bước chân, ném tiền xu, mặt phải. Ta lại ném thêm một lần. Tiền xu rơi xuống đất, vẫn như cũ là mặt phải. Karen cười nói, được rồi, ta thoải mái hơn. Rồi, còn cậu thì sao? Càng khó chịu hơn. Lúc này, Karen trông thấy một cái người thanh niên đang đi tới, chính là Peder. Ở sau lưng của Peder, còn có mấy tên hộ vệ đi theo. Karen vội vàng nhặt đồng tiền xu lên, dùng ống tay áo lau lau. Quả nhiên, ở chỗ này lại nhìn thấy ngươi, Karen. Peder mỉm cười nói. Chương 1208, xóa đi, à. Bạn bè của anh à? Murray hỏi. Ừm, bạn bè sinh tử đấy. Quan hệ tốt như vậy. Lúc trước kém chút nữa đánh chết hắn, kết quả phụ huynh của hắn tới kịp để cứu mạng hắn. À, thì ra là như thế. Karen, nơi này chính là Luân Hồi Cốc. Ngươi cũng không thể giữ một chút thể diện cho ta sao? Cả hai chúng ta đều sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn. Karen lắc đầu, nói, chính bởi vì nơi này là Luân Hồi Cốc, trái lại cái gì ta cũng đều không cần sợ. Bởi vì nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi chắc chắn sẽ bị đẩy ra để gánh tội, giao cho trật tự thần giáo xử trí. Peder mím môi, nói, tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút nhỉ, không có hứng thú. Karen trực tiếp từ chối, ta cảm thấy giữa ta và ngươi cũng không có chuyện gì cần để nói, không nhất định đâu. Ai, quên đi thôi, ta biết ngươi muốn chơi chết ta. Ta cũng vẫn luôn rất hối hận lần kia không thể chơi chết ngươi, làm gì phải cần ngồi xuống để diễn kịch thêm đâu, đều rất mệt mỏi. Ngươi cũng không muốn biết về một vài vấn đề đặc thù bên trong cánh cổng luân hồi sao. Trật tự thần giáo các ngươi cho dù có thể thăm dò nhiều tình báo hơn nữa thì chắc chắn cũng kém hơn luân hồi thần giáo chúng ta. Ta cảm thấy tiến vào trong cánh cổng luân hồi với một chút cảm giác bí ẩn thì vẫn thú vị hơn, nếu biết rõ ràng mọi thứ trước thì cũng chẳng còn cảm giác gì. Ngươi cứ bài xích ta như vậy sao? Là ta bị ngươi xém chút nữa đánh chết, là người ta yêu bởi vì ngươi nên mới bị bà của ta chôn vùi linh hồn, ta là người phải hận ngươi, mà không phải là ngươi oán hận gì ta. Ta chỉ là khinh thường mà thôi. Ngươi có biết không, trước khi đến Luân Hồi Cốc, có một vị giáo viên cố ý gọi tên của ta. Ý của hắn ta đó là những cô nhi giống như ta không có gia tộc là đối tượng mà các ngươi thích lôi kéo nhất. Ta biết ý của vị giáo viên kia, nhưng phương thức nói chuyện của hắn để cho ta không thể nào tiếp nhận được, ta chống đối hắn, hắn cũng nói xin lỗi với ta. Cho nên, chúng ta vẫn nên tránh gặp mặt, tránh để chứng minh lời mà tên giáo viên kia nói là đúng, sau khi trở về ta còn phải phiền phức đi nói lời xin lỗi với hắn. Nói xong, Karen trực tiếp quay người rời đi, Murray đi theo đằng sau Karen. Peder không đuổi theo, mà là hai tay để ở trong túi quần, đưa mắt nhìn xem bóng lưng Karen rời đi. Mua chút đồ gì chứ? Murray hỏi, có thể gửi. Về nhà, gửi về làm di vật à? À, thật có lỗi, ta cảm thấy không khí và hoàn cảnh của hòn đảo này rất dễ dàng để người ta cảm thấy hậm hực trong lòng. Tôi cũng là cảm thấy như vậy. Lúc ra ngoài cậu đều sẽ mua đặc sản về cho gia đình sao? Karen hỏi, đúng vậy, không thiếu phần của ai trong nhà cả. À, trách không được lúc ở nhà cậu không được chào đón. Có quan hệ gì với việc này sao? Không sao, anh thật sự không muốn mua gì cả à? Thế nào, đội viên của cậu sẽ không giúp đội trưởng của bọn họ mua sao? Ghê tởm, ha ha. Lúc này, phía trước có một cửa hàng, trên vách của cửa hàng có treo rất nhiều bức tranh, đều là những người phụ nữ đủ loại phong cách. Bức tranh rất dễ dàng cho người ta một loại vẻ đẹp mông lung, Karen và Murray đều không hẹn mà cùng ngừng lại trước các bức tranh, bắt đầu thưởng thức. Là cửa hàng bán tranh. Murray chỉ bảng hiệu của cửa hàng, có vẻ như là chuyên môn tranh của nữ. Karen chỉ một cửa hàng đối diện, nói, còn cửa hàng kia chuyên môn bán tranh của nam à? Trào lưu nghệ thuật ở Luân Hồi Cốc mạnh mẽ như vậy sao? Murray nghi ngờ nói, không phải liên quan đến nghệ thuật, ta cảm thấy đây cũng là một loại cửa hàng điểm tâm. Cửa hàng điểm tâm, bán đồ ăn à? Về sau nếu có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn, tên là Richard. Hắn có điểm gì đặc biệt, chả lẽ là rất thích đến cửa hàng điểm tâm sao? Ừm, là cái thể loại, không tiếc bị gãy chân cũng muốn đi ăn điểm tâm. Đợi một chút, ý của anh là, cái thứ gọi là cửa hàng điểm tâm, là nơi giống như nhà thổ đấy à?
Muri rốt cục hiểu ra được. Tất nhiên, nguyên nhân bởi vì khoảng cách giữa đại khu Dinger và đại khu Win cách nhau quá xa, không chỉ có chênh lệch về mặt địa lý, mà còn có rào cản rất lớn về mặt văn hóa. Lúc này, có hai người khách nam đi ra từ bên trong, ánh mắt có chút uể oải, hai chân có nhìn như nhũn ra. Nhưng biểu cảm trên gương mặt lại có vẻ rất là hưởng thụ, điều này cũng đã đủ chứng minh cái gì gọi là dục tiên dục tử. Mà ở trên người bọn họ, có để lại khí tức linh hồn rất nồng nặc. Muri kinh ngạc nói, trách không được phải treo bức tranh mà không phải ảnh chụp, nhân viên phục vụ của nơi này là quỷ hồn. Có lẽ vậy, cũng thật đặc sắc, cậu có muốn đi vào trải nghiệm một chút không? Không muốn, nếu như chết ở trong cánh cổng luân hồi, tôi không muốn hồi ức cuối cùng trước khi mình chết sẽ là cảnh mình ở trong nhà thổ. Còn anh thì sao đây, anh muốn đi vào à? Karen lắc đầu. Hai người lại tản bộ một hồi, tìm một nhà hàng cao cấp một chút để ăn cơm tối. Karen không mang phiếu điểm, là Muri tính tiền. Sau khi ăn xong bữa tối, hai người trở về khách sạn. Muri đến quầy lễ tân khách sạn, ở đó có bán các loại đặc sản ở đây, cậu ta cần ký gửi rất nhiều thứ. Những vật này sẽ thông qua trận pháp dịch chuyển mà chuyển phát nhanh về đại khu Dinger, giao đến nhà của cậu ta. Karen chờ ở bên cạnh trong một khoảng thời gian rất lâu, nhìn cậu ta ở nơi đó bận rộn viết tên lên mỗi một cái thiệp chúc mừng, Karen đột nhiên cảm giác được mình rất hạnh phúc. Thứ mình vẫn luôn có, lại là thứ người ta có khát vọng thì cũng không có được. Thật có lỗi, để cho anh chờ lâu, Muri nói. Không có việc gì, đi thôi, trở về phòng. Được rồi. Sau khi cả hai lên trên lầu, cả hai tách ra tự về phòng của mình. Sau khi vào phòng, Karen nằm dài trên giường, phất tay bố trí một kết giới đơn giản, lấy ra viên thuốc màu tím mà tối hôm qua Muri đưa. Karen nhắm mắt lại, sau đó lại từ từ mở ra, con mắt ám nguyệt màu đỏ thẳm hiện ra. Năng lượng ám nguyệt bắt đầu thử cẩn thận tiến vào trong viên thuốc màu tím này. Trong chốc lát, một cảm giác lạnh lẽo tràn trở lại, màu đỏ máu trong mắt Karen mờ đây là trực tiếp bị kiềm chế. Sau khi dừng việc tiếp xúc, con mắt ám nguyệt mới khôi phục bình thường. Cho nên, viên thuốc này không phải là để bảo vệ linh hồn, mà là để áp chế linh hồn, giúp cho gai tan bớt có thể chiếm lấy cơ thể dễ dàng hơn. Trong đầu của Karen hiện ra hình ảnh lúc trước Muri đi mua quà tặng cho người trong nhà. Muri, thuốc mà ông nội của cậu đưa không phải để gia tăng tỷ lệ sống sót của cậu, ngược lại là triệt để xóa đi tỷ lệ sống sót vốn chẳng cao của cậu. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1209, mở cổng 1. Karen vẫn còn kém rất xa trong việc khai thác hết năng lực của con mắt ám nguyệt. Trong này còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là con đường mà anh lựa chọn đi, đó là trật tự. Lúc cộng minh với ánh sáng quá độ từ ngón tay trên cái đuôi của PALL trong lúc thanh tẩy thần bộc, sau đó lại nhờ vào khế ước cộng sinh mà quá độ đến hệ thống tín ngưỡng của gia tộc Elon, rồi dùng ánh sáng chuyển hóa sang hệ thống của Ám Nguyệt và Hải Thần Giáo, thậm chí bao gồm cả tín ngưỡng gia tộc Inmerice ở trên người mình mà ông nội cho, những thứ này thật ra đều là các nhánh phụ. Trụ cột thật sự của mình chính là trật tự, điều này từ lúc mình trở thành thần bộc tới nay đều chưa từng thay đổi. Cho nên đối với những thứ giống như con mắt ám nguyệt, Karen chỉ là mượn dùng thuật của chúng, nhưng không có thật đi theo pháp của chúng. Tựa như là học thuộc đề, anh biết sử dụng cái công thức này thì có thể giải được đề, lại không hiểu từ đâu suy luận ra công thức này và tiếp sau đó nên mở rộng nó như thế nào. Nhưng mặc dù như thế, việc sử dụng con mắt ám nguyệt để thăm dò cũng hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Ông nội Muri tình nguyện xóa đi một phần tỷ lệ nhỏ mà Muri có thể sống sót, cũng muốn tăng tỷ lệ gai tan bớt trở về thành công lên thêm một chút. Đội trưởng đội hộ vệ gác cổng của giáo đình, đội trưởng đội cận vệ của đại tế tự, giữa bọn họ có lẽ có một loại quan hệ nào đó tồn tại. Không, lùi lại một vạn bước mà nói thì nếu như để ngài gai tan bớt tái sinh trên nhân gian với cơ thể mang huyết mạch của gia tộc Benda, nếu đối với một chủ gia tộc, việc này cũng thuộc về một loại vinh quang vô cùng đối với một gia tộc. Nói trắng ra là lập trường của mọi người không giống nhau, quan niệm và khuynh hướng tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Việc mà ngươi không thể tưởng tượng tới, có lẽ ở trong suy nghĩ của đối phương là một điều đương nhiên. Về sau,
lúc liên hệ với những lão già giống như thế này, phải càng chú ý hơn. Karen lại lấy ra đồng xu mà Piro đã từng đưa, trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Tài năng của mình là nguyên nhân chủ yếu để có thể hấp dẫn sự chú ý ngoài định mức của những ông lão kia đối với mình, nhưng cũng không có nghĩa rằng mình thật có thể tín nhiệm bọn họ. Mình có thể cùng bọn họ cười đùa tí tửng mà tỏ vẻ thân thiết, nhưng hàng rào trong lòng mình tuyệt đối không thể buông lỏng. Phải biết, ngay cả là ông Hoven ngay từ lúc đầu cũng đã từng tranh cãi đòi giết mình. Ha ha ha, bỗng nhiên Karen nở nụ cười. Bởi vì anh nghĩ tới một chuyện rất thú vị, nếu như đổi Dis thành Daron hoặc là Mobiten ông nội của Muri. Đối mặt với việc mình xuất hiện, thì việc đầu tiên mà bọn họ sẽ làm có lẽ là mang mình nộp lên cho thần giáo để nuôi dưỡng hoặc là cắt khúc để nghiên cứu. Sau đó vui vẻ mà đi làm trưởng lão thần điện của mình, mang lại vinh quang cho cả gia tộc. Ai, rời khỏi nhà đi càng xa, đến được càng nhiều nơi, thấy được càng nhiều loại người, càng cảm thấy ông lão đang nằm ở nhà mình, rốt cuộc là người không giống bình thường đến mức nào. Cho nên, chỉ có một mình ông nội mà thôi. Bởi vì biết cũng không bao lâu nữa thì đám người Ventura sẽ trở về, cho nên Karen không vội vã nghỉ ngơi, mà là cầm lên một quyển sổ tương tự như cẩm nang du lịch của khách sạn mà lật xem. Tranh minh họa ở bên trong còn rất thú vị, ở trong luân hồi cốc, thậm chí ngươi có thể đến biên giới thành phố để quan sát thi ma du hành và quỷ hồn lượn lờ. Ở phía dưới quyển sổ, còn có phương thức liên lạc, tương tự với môi giới du lịch, thanh toán cho nó đủ phiếu điểm, nó có thể giúp ngươi tìm người trong. Luân hồi thần giáo làm người bảo vệ, dắt ngươi đến gần để tham quan. Mấy tờ sau cùng của quyển sổ tất cả đều là giới thiệu về các phòng vẽ tranh, tất nhiên xem nó như sản nghiệp đặc sắc mũi nhọn để tuyên truyền. Thật đúng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, đảo ám nguyệt là người cá phục vụ, luân hồi cốc là linh hồn phục vụ, nhập gia tùy tục là đây sao? Cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, cửa không có khóa. Đội trưởng, nhìn xem mấy món đồ mà chúng tôi mua cho ngài này. Lúc Ashley đi vào, cầm theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, Blanche ở sau lưng cô cũng giống như vậy. Về phần bát ở phía sau, Ventura cùng với MAS, trên người bọn họ đều đã treo đầy đồ, đây gần như là trạng thái bình thường khi đi mua sắm cùng với phái nữ. Karen hỏi, làm sao không trực tiếp chuyển phát nhanh ở quầy lễ tân của khách sạn, còn muốn mua thêm mà. Ashley cười nói, tôi còn chưa có mua đủ đâu, chờ đến khi ra khỏi cánh cổng luân hồi, tôi còn muốn mua sắm thêm, đồ đạc trước hết cứ để ở đây. Một mình tôi mua đủ phần cho 6 người đấy, chưa kể tôi và Blanche còn mua riêng cho đội trưởng và vị hôn thê của ngài một chút trang sức, hì hì. Blanche phụ họa nói, đúng đấy, mà phí chuyển phát nhanh cũng rất đắt, chờ đến lúc chúng ta trở về thì có thể dùng nhờ trận pháp dịch chuyển của thần giáo. Mang theo bao nhiêu thứ đều có thể tính vào phần hành lý, không cần đưa thêm phí vận chuyển. Ừm, giống như tôi nghĩ, ha ha. Ashley vỗ tay một cái, đây chính là một cơ hội tốt để kiếm lời. Tôi cảm thấy chúng ta có thể dành thời gian để mua sắm thêm, nhưng mà có lẽ đêm nay chắc chắn không được. Đúng vậy, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi, mọi người đêm nay nhất định phải ngủ ngon, nâng cao tinh thần. Ashley vung tay một cái, dẫn đám người đi ra. Ventura bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa nói, lúc đầu MAS đề nghị trực tiếp chuyển phát nhanh về. Bị Ashley dẫn dắt đi, cô ấy nói đội trưởng chắc chắn sẽ an toàn mà cùng chúng ta ra khỏi cánh cổng luân hồi. Ừm, đội trưởng, tôi tin tưởng ngài. Ventura quay đầu nhìn xem Karen rồi nói một cách rất chân thành. Đi tắm rửa đi, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ngủ trước đây. Ngủ ngon, đội trưởng. Một giấc ngủ sâu, thức giấc vào lúc 8 giờ sáng, sau khi rửa mặt thay đồ xong rồi bước vào phòng ăn, đúng lúc 9 giờ. Chương 1210, mở cổng, 2. Đầu bếp trong phòng ăn đang nấu nướng mấy món bản địa đặc sắc của Luân Hồi Cốc. Đối với cái này, Karen trực tiếp lựa chọn không quan tâm. Có điều vẫn không đến nỗi, khu vực quầy ăn tự phục vụ vẫn có các loại món ăn bình thường như trứng gà luộc, lạp xưởng, bánh mì trà bông. Karen cầm lấy đĩa lấy rất nhiều rồi ngồi xuống một cái bàn. Ventura bưng tới cho Karen 2 ly sữa bò. Ashley, Bat, MAS và Blanche cũng ngồi xuống. Sau khi bọn họ chọn rất nhiều món đặc sản thì cũng đến đây ngồi. Ngay sau đó là tiểu đội của Muri, bọn họ ngồi ở bàn ngay cạnh Karen. Tất cả mọi người là đều vừa dùng bữa sáng vừa nhỏ giọng nói chuyện, không có cảm giác căng thẳng và áp lực gì. Dù sao thì đều là những người trẻ tuổi,
loại bỏ tất cả những phiền não vụn vặt, cảm giác kích thích khi đối mặt với những thử thách mới luôn chiếm thế chủ đạo. Sau khi ăn uống xong xuôi, đám người Grovin đã chờ sẵn trước cửa phòng ăn, mỗi một đội viên lúc bước qua đều sẽ được trang bị một chiếc ba lô leo núi. Ba lô rất lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều là các loại thực phẩm tiếp tế và thuốc men, đây xem như là trang bị tiêu chuẩn thấp nhất của những nhà mạo hiểm cấp cao. Nhưng khi đeo lên người lại không cảm thấy nặng, bởi vì bên dưới ba lô có khắc trận pháp. Không chỉ có thể giảm đi trọng lượng của ba lô mà còn có thêm một vòng sáng nhỏ có thể thanh tẩy ở mức độ thấp, chỉ có điều là cần dùng tay để khởi động. 12 người đeo ba lô leo núi cùng một màu, cũng đều mặc thần bào trật tự màu đen, lúc xếp hàng đi ra khỏi khách sạn, khí thế thể hiện ra rõ ràng. Xe ngựa to dừng ở cửa khách sạn, được kéo bằng bộ xương của ba con tích long. Cảnh này khiến Karen không khỏi trêu đùa một câu ở trong đầu, chả lẽ cắt thịt xuống nướng xong ngay cả xương cốt đều lợi dụng tiếp à? Thịt tích long nướng hương vị rất ngọn, là món mà đội trưởng Neo yêu nhất. Không gian trong xe ngựa rất lớn, cho dù 50 người cùng ngồi thì vẫn rất rộng rãi, chờ đến khi mọi người đều ngồi xuống, xe ngựa bắt đầu tiến lên. Karen dựa thanh kiếm lưu tư bên cạnh đầu gối, Pasio của tiểu đội Muri nhịn không được mà nhích lại gần đưa tay sờ một chút, hâm mộ nói, kỹ thuật rèn đúc của đảo Ám Nguyệt. Tín vật đính ước sao? Pasio trêu chọc nói. Karen lắc đầu. Thật ra tôi cũng có nghe nói về tin đồn trước đây của anh đấy, nhưng mới đầu tôi cũng không xác nhận có phải là anh không. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Leon xem như là thứ gì, hắn có tư cách gì tranh giành phụ nữ với anh? Karen mở miệng nói, yên lặng chút đi. Được được được, yên lặng, yên lặng. Pasio ngồi trở lại vị trí của mình. Xe ngựa chạy ra khỏi thành thị, tiếp tục đi dọc theo con đường núi. Muri lấy một ly rượu đỏ và một ly nước đá ở trong tủ của xe ngựa, đưa ly nước đá cho Karen. Karen đưa tay đón lấy. Nếu như chúng ta còn có thể sống sót mà rời khỏi cánh cổng luân hồi, anh dùng kiếm đánh cùng với tôi một trận đi. Lúc bình thường có phải cậu rất ít đi xem phim hay không? Karen hỏi. Rất ít khi đến rạp chiếu phim. Nếu như có thể còn sống đi ra. Ngoài, ta đề nghị cậu sau này nên đến đó nhiều hơn. Rạp chiếu phim có chỗ gì chỗ thần kỳ sao? Có, ví như sau khi xem nhiều phim, cậu sẽ không còn muốn nói ra mấy lời không may này trước khi đối mặt với chuyện nguy hiểm sắp đến. Được rồi, hình như tôi cũng hiểu ra được gì đó rồi. Có đem theo viên thuốc kia không? Karen hỏi. Đương nhiên. Muri sờ lên miệng túi của mình. Karen đưa tay ra, đặt ở trước mặt Muri. Sao vậy? Muri hỏi. Đưa cho ta. Vì cái gì? Ta muốn nâng cao tỷ lệ sống sót của mình. Một người có thể sống sót dù sao thì cũng tốt hơn cả hai người đều gặp phải chuyện không may. Muri nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt. Sau một hồi do dự, cậu ta móc viên thuốc màu tím kia ra khỏi túi áo, đặt ở trong tay của Karen. Khóe miệng Karen mỉm cười, bỏ viên thuốc này vào trong túi của mình. Muri hít sâu một hơi, cả người dựa vào sau lưng ghế, đầu ngửa ra. Nắm chặt hai bàn tay, nước mắt chảy tràn. Nhìn kia, cánh cổng luân hồi. Atli hô lên. Tất cả mọi người trong xe ngựa nhìn về phía hướng kia, lúc này xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi một cái khe núi, tầm mắt phía trước trong nháy mắt trở nên rõ ràng và bao la. Một cánh cổng cao vút màu vàng óng hiện ra từ đám mây, đứng sừng sững ở giữa đất trời. Ngươi rất khó tìm đến từ ngữ phù hợp để có thể diễn tả vẻ nghiêm trang và hùng vĩ của nó, bởi vì thứ kiến trúc này vốn không phải bàn tay con ngươi có thể tạo ra được. Di tích của thần. Một di tích do thần để lại, do một vị chủ thần tự tay sáng tạo nên. Đây là một kỷ nguyên chư thần không xuất hiện, nhưng vẫn có rất nhiều di tích của thần để lại, không ngừng cho thế nhân thấy được sự vĩ đại của thần. Hô! Tất cả mọi người gần như đều nhắm mắt lại, thậm chí trực tiếp dùng thuật pháp trật tự thanh tẩy bao phủ người mình lại để giữ sự tỉnh táo. Bản thân Karen thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn kia, anh cũng không sợ bị nó ảnh hưởng, bởi vì anh đã bỏ qua sự thần thánh của nó ở trong lòng. Ở cuối kỷ nguyên trước, con chó nhà mình thật ra đã đi vào trong để đổ rác mấy lần. Hiện tại, mình cần phải đi vào trong, lục tìm hai mảnh rác rưởi trong đống rác kia. Được rồi, việc có thể an ủi bản thân mình vào lúc này đó là con chó nhà mình không giành nổi cơ thể này với mình. Vậy rác rưởi mà năm xưa nó từng vứt đi, chắc hẳn là... Không, là chắc chắn rằng cũng không giành được. Xe ngựa tiếp tục chạy,
tiếp tục cho đến khi tới gần cánh cổng luân hồi. Càng đến gần nó, thì càng có thể cảm nhận được sự mênh mông và hùng vĩ của nó, chỉ một cánh cửa, đã như thế. Rất khó có thể tưởng tượng, nếu như là bản thể của một vị thần giáng thế, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Karen cúi đầu xuống, mở ba lô ra, mở miệng nói, kiểm tra trang bị. Đồ đạc trong ba lô chắc hẳn cũng chẳng thiếu gì, trước khi bỏ đồ vào chắc chắn đã được kiểm tra rất nhiều lần. Nhưng đối với những thứ mình muốn sử dụng và bỏ thêm vào, thì cẩn thận thêm một chút là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người trong tiểu đội Karen đều bắt đầu kiểm tra ba lô. Muri cũng mở ra ba lô của mình, đội viên trong tiểu đội của cậu ta cũng bắt đầu kiểm tra. Karen nói với Muri, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là ta đang nghi ngờ rằng sau khi tiến vào trong cánh cổng luân hồi thì hai tiểu đội của chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở cùng một chỗ. Điều này cũng không có ghi trên sổ tay, cũng không nên bỏ sót chứ. Muri nhắc nhở. Ai mà biết được, tổng cộng 30 vị trí, chúng ta có 12 vị trí, luân hồi thần giáo 12, còn có 6 vị trí thì là dành cho người của thần giáo khác, trùng hợp như vậy sao, 5 đội 6 người. Trên sổ tay không có viết, hoặc là thật sự bỏ sót, hoặc là họ cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải viết. Muri sửng sốt một chút, thật sự như thế sao? Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.